Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, xử lý táo bón ở trẻ sư tinh nếu không đúng cách có thể khiến tình trạng trở nên tồi tệ, bé chán ăn, chậm tăng cân, thậm chí là suy dinh dưỡng. Vì vậy, bố mẹ cần hết sức lưu ý để chọn phương án điều trị phù hợp nhất. Bài viết sau sẽ chia sẻ đến bạn 10 mẹo dân gian chữa táo bón cho trẻ sơ sinh. Bộ kết, Sử dụng bột kết để trị táo bón ở trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi là mẹo trị táo bón rất hiệu quả được nhiều mẹ áp dụng. Với cách làm khá đơn giản, mẹ chỉ cần lấy 3 quả bột kết nướng lên rồi cho vào 500ml nước đun sôi để nguội. Khi nước bổ kết đã nguội thì dùng một xi lanh sạch bơm nước bổ kết vào hậu môn của con. Nước bổ kết sẽ kích thích cơ hậu môn giãn nở và trơn hơn, nhờ đó bé sẽ để dễ đi ngoài mà không đau đớn. Rau mùng tơi Do mùng tơi có tính mát nên chị táo bón ở trẻ sơ sinh rất tốt. Do mùng tơi không chỉ là nguồn bổ sung chất sơ hiệu quả khi bị táo bón mà còn có thể sử dụng cọng rau mùng tơi để kích thích đi ngoài dễ hơn. Theo đó, mẹ lựa chọn cọng mùng tơi tươi xanh, có cuống cứng và có độ to vừa phải. Rửa sạch rồi tước bỏ vào ngoài, sau đó ngoái hậu môn của bé khoảng 3 đến 4 lần. Sau 5 đến 10 phút, bé sẽ đi đại tiện được. Vừng đen, vừng đen được sử dụng để trị táo bón ở trẻ sơ sinh từ khoảng 6 tháng tuổi trở lên. Lúc này bé đã bước vào độ tuổi ăn dặm nên mẹ lấy vườn đen rang thơm, xay nhuyễn rồi trộn vào bát bột hoặc cháo cho bé ăn. Các thành phần dinh dưỡng, đặc biệt là chất xơ có trong vườn đen sẽ giúp kích thích tiêu hóa hiệu quả hơn. Kem Vaseline mận Kem Vaseline được xem là sản phẩm lành tính, vì vậy nó được lựa chọn để sử dụng cho trẻ sơ sinh từ 1 tháng tuổi để trị táo bón. Mẹ chỉ cần sử dụng một chút Vaseline bôi lên hậu môn của con, mát xa một lúc để Vaseline thẩm thấu vào da sẽ giúp làm mềm và kích thích phân ra ngoài dễ dàng. Mận cũng có tác dụng tương tự như nước mơ. Nước mận cũng được sử dụng để trị táo bón ở trẻ sơ sinh và cả người lớn một cách cực kỳ hiệu quả. Để áp dụng phương pháp này, mẹ cần pha tỷ lệ 3 phần tư nước và 1 phần tư nước ép mận lắc đều rồi cho con uống. Lưu ý, nước uống này không thay thế sữa hoặc nước cho con, mẹ vẫn cho con bú sữa và uống nước như bình thường. Mơ và nho khô, trong quả mơ chứa nhiều chất xơ, vitamin A, C và K và có nhiều chất dinh dưỡng khác cùng với hoạt tính axit giúp bé tiêu hóa thức ăn dễ dàng hơn. Mẹ hãy sử dụng nước ép mơ pha loãng với nước rồi cho bé uống. Nho khô Nho khô thích hợp để chị táo bón ở trẻ sơ sinh từ 8 tháng tuổi trở lên. Mẹ có thể sử dụng nước cốt nho khô để cho bé uống vào buổi sáng để chị táo bón cho con. Tuy nhiên, để có nước cốt nho khô cho bé uống, mẹ cần ngâm từ 4 đến 5 quả nho khô vào một cốc nước lọc để qua đêm, rồi đến sáng hôm sau mẹ lấy nho ra, ép lấy nước cốt rồi cho bé uống. Mật ong Mật ong là cách trị ta bón ở trẻ sơ sinh khá phổ biến và được nhắc đến nhiều. Sử dụng mật ong để bôi hậu môn cho trẻ sẽ giúp kích thích các cơ vòng hậu môn, giúp bé đi vệ sinh dễ dàng hơn nhờ tính nóng của mật ong. Với cách làm này, mẹ có thể áp dụng cho bé từ 1 tháng tuổi trở lên. Mẹ sử dụng tăm bông sạch, lấy một ít mật ong rồi ngoáy vào lỗ hậu môn của bé, nên ngoáy sâu vào khoảng 1cm là tốt nhất. Trong vòng 5-10 phút sau, bé sẽ đi ngoài được. trà bạc hà pha loãng, loại trà này được sử dụng để trị táo bón ở trẻ sơ sinh đã biết ăn dặm. Theo đó, sau các bữa ăn, mẹ pha trà bạc hà ấm loãng cho bé uống. Nước ấm sẽ kích thích khả năng đại tiện, rất có hiệu quả trong trị táo bón kết hợp với bạc hà làm dịu dạ dày, hỗ trợ tiêu hóa và đại tiện. Nếu không có trà bạc hà, mẹ có thể thay thế bằng trà cúc la mã cũng có tác dụng xoa dịu các mô và hệ thần kinh nên sẽ giúp bé vừa thư giãn vừa không bị táo bón. Hy vọng với những chia sẻ cùng mẹo xử lý táo bón ở trẻ sơ sinh theo dân gian đơn giản tại nhà sẽ giúp các mẹ có những phương án trị táo bón cho con hiệu quả. Quý vị và các bạn vừa theo dõi một thông tin sức khỏe của Đài Phát Thanh và truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.